Hello YouTube lại là mình của đây và hôm nay có rất vui khi được quay trở lại với các bạn trong video lập trình Deep Learning cho người mới bắt đầu với Deep Learning Framework TensorFlow. Như các bạn cũng đã biết gần đây Large Language Model hay cụ thể là ChatGPT và GPT 4 đã được nhắc đến hàng ngày với tần suất liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng và những Large Language Model này được xây dựng dựa trên Neural Network. Vậy Neural Network là gì cũng như cách để xây dựng một mô hình Deep Learning hay còn được biết đến là Artificial Neural Network. Câu trả lời sẽ có trong video của ngày hôm nay. Các bạn đừng lo lắng vì video này thiết kế lại dành cho các bạn những người mới bắt đầu học về Machine Learning cũng như là Deep Learning. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể từng bước một để các bạn có thể xây dựng được một mạng thần kinh nhân tạo hay còn được biết đến đó là Artificial Neural Network và các bạn thường gọi tắt là ANN cũng như trực quan hóa neural network giúp cho các bạn có thể dễ hiểu hơn về artificial neural network thì nó sẽ gồm những thành phần như thế nào và nó được connect là kết nối với nhau ra sao cũng như là cái output layer là cái layer cuối cùng của cái mạng neuron để đưa ra những cái dự đoán của mình thì nó trông ra làm sao, nó sẽ output ra những cái số liệu như thế nào thì những cái số này 3.2, 5.1, 1.7 này mình sẽ gọi nó là logic mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các bước để compile một model trong TensorFlow bằng cách tích hợp optimizer và loss function. Mình sẽ giải thích cụ thể optimizer là gì cũng như là loss function là gì thông qua những ví dụ trực quan cũng như là hướng dẫn các bạn để code một mạng neural network hoàn chỉnh để nhận biết và phân loại được các cái vật phẩm trong dataset Fashion MNIST. Chỉ cần các bạn biết về lập trình Python cũng như là cách sử dụng Google Colab, mình đã có làm một series hướng dẫn chi tiết về học lập trình Python cơ bản dành cho người mới bắt đầu cũng như là cách sử dụng Google Collab thì mình sẽ đính kèm ở phần mô tả của video để cho các bạn tiện theo dõi. Và tới đây nếu các bạn nào đang thắc mắc về sự khác nhau giữa machine và deep learning thì mình cũng đã làm một video tên là tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo, machine và deep learning để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn thế nào là machine và thế nào là deep learning. Trước khi bắt đầu thì mình cũng có một thông báo nhỏ nhỏ đó là hiện tại mình đang xây dựng một Discord channel có tên là Code Explore and Friends, tức là Code Explore và những người bạn là nơi để giúp cho mình có thể dễ dàng tương tác với các bạn thông qua các topic đã được chia sẵn chẳng hạn như data science, deep learning Kangle Project, Linux, Lead Code, Machine Learning, Python, TensorFlow và những setup liên quan Và các bạn hoàn toàn có thể propose cho mình những discussion topic khác để mình tạo trên Discord channel này Thông qua channel General Ngoài ra thì mình cũng có một category có tên là Learning Resource, tức là những tài liệu học tập và mình cũng đã chia sẵn ra thành những đề mục lớn chẳng hạn như là Dataset, Data Engineering, MLOps, NLP cũng như là Docker và mình sẽ liên tục update và chia sẻ những đề mục trong Learning Resource và những tài liệu liên quan và các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ những tài liệu ở trong các discussion topic mình sẽ tech note những tài liệu nào hay và lưu lại ở trong Learning Resource chẳng hạn như mình có một cái dataset tên là Quick Draw và được chia sẻ bởi bạn Trung Not Hot Quay trở lại với video của ngày hôm nay thì đầu tiên các bạn hãy khởi tạo cho mình một notebook mới bằng cách chọn file và new notebook và chúng ta sẽ rename cái notebook mới này lại thành là fashion emnis anana. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về dataset fashion emnis. Trong video này thì mình sẽ sử dụng TensorFlow để xây dựng mô hình deep learning. Do đó mình sẽ prefer các cái document trên TensorFlow. Fashion emnis là một cái dataset gồm những cái article image là những cái ảnh bài báo của tạp chí Zalando nó bao gồm tập train là 60.000 như ví dụ cũng như là tập test thì nó có khoảng 10.000 tấm hình và mỗi tấm hình này thì nó có kích thước là 28 x 28 và nó ở dạng grayscale tức là ảnh trắng đen ảnh màu thì nó sẽ là RGB thì nó có 3 channel nhưng mà grayscale thì nó chỉ có một channel mà thôi và nó được associate với những cái label từ 10 class khác nhau. Đây là những ví dụ về các cái item trong fashion amnesty chẳng hạn như mình có pullover, kéo khoác dài tay hay là trouser là cái quần, back coat trouser rồi ankle boot đó là những cái hình ảnh mà chúng ta cần phải xây dựng một cái artificial neural network hay là ANN mạng tinh thể neuron để nhận biết và phân loại ở đây mình đã tóm tắt lại về dataset fashion mnist cũng như là cái nhiệm vụ của cái mô hình deep learning mà chúng ta cần phải xây dựng đó là sẽ phải classify những cái ảnh resize từ cái dataset fashion mnist thành 10 class khác nhau. Mình sẽ đính kèm đường link mô tả về dataset fashion MNIST từ document của TensorFlow ở dưới phần mô tả của video cho các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành import nhập những cái thư viện cần thiết. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần có là TensorFlow. Thì các bạn import mình import TensorFlow STF. Đây là chính là viết tắt của TensorFlow để mình khỏi phải gõ nguyên một cái cụm TensorFlow khá là dài. Ngoài ra, đối với TensorFlow thì các bạn phải, phải sử dụng thêm cho mình cái layer tên là Keras thì form TensorFlow các bạn import cho mình Keras cũng như là các bạn sẽ in thử cho mình coi là cái uh, version của TensorFlow là như thế nào thì các bạn chỉ cần in thôi TensorFlow đầu tiên mình sẽ gọi cái TensorFlow ra trước và sau đó mình sẽ dùng cái app string ha app string thì cho phép các bạn sẽ nhập cái Python code vào đó và trong đây cũng được luôn thì mình sẽ là một là TensorFlow hai là TF sau đó các bạn chấm cho mình gạch gạch rồi version thì nó sẽ in cái version của TensorFlow ra cũng như mình muốn biết luôn là cái Keras version hiện tại là bao nhiêu thì mình sẽ in luôn cái Keras thì các bạn Keras chấm gạch version luôn thì nó sẽ in ra cái version của Keras và TensorFlow bây giờ mình sẽ chạy thử version hiện tại của TensorFlow đó là 2.11.0 và Keras cũng tương tự như TensorFlow là 2.11.0 thì bước đầu tiên là chúng ta cần phải là load cái dataset fashion mnist thì mình sẽ có cái tiêu đề đầu tiên đó là load data để load data như mình đã nói ở đây thì do mình dùng tensorflow framework nên mà mình sẽ sử dụng luôn cái dataset được cung cấp bởi tensorflow hay chính xác hơn là cung cấp bởi keras chứ các bạn chỉ cần keras.dataset rồi các bạn, trong dataset thì mình sẽ có dataset rất nhiều loại dataset các bạn chỉ cần gõ một số ví dụ thì nó sẽ có Boston housing rồi CIFAR 100, FIFA 10, Fashion MNIST, MBDB, MNIST, router. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ focus mình sẽ tập trung vào Fashion MNIST và các bạn gọi cho mình cái hàm load data. Thì cái hàm load data này nó sẽ trả lại cho các bạn cái gì? Cái hàm load data này nó sẽ trả lại cho mình hai cái tuple. Cái tuple đầu tiên thì nó chính là về cái tập train thì các bạn, các bạn sẽ có là x train và y train cũng như là nó trả cho các bạn tập test luôn là x test và y test như hồi nãy mình đã giới thiệu thì cái tập train này nó sẽ bao gồm là 60.000 example thì tức là 60.000 cái hình ảnh và 60.000 cái label luôn tương ứng với lại những cái hình ảnh đi theo cũng như tập test mình sẽ có 10.000 cái ảnh rescale và 10.000 cái label tương ứng bây giờ mình sẽ chạy thử nha các bạn thì khi mà mình gọi cái keras dataset này ra thì nó phải phải download cái dataset này xuống local của mình. thì trong trường hợp này nó sẽ download và lưu vào trong cái ổ đĩa của Google Colab. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau in thử coi là x train này nó là type gì nha các bạn. Thì x train này chính là một cái numpy array. Còn y train mình luôn in luôn y train ra coi thì cả x train lẫn y train là những cái numpy array. Nếu như các bạn nào chưa biết về numpy array thì mình đã đính kèm đường link hướng dẫn về numpy để cho các bạn cùng tiện theo dõi. Thì các bạn có thể dễ dàng coi được cái shape của nó. Thì các bạn chỉ cần gọi x train.shape và mình cũng muốn gọi y chấm shape thì ở đây các bạn sẽ thấy là x train nó sẽ là một cái mảng ba chiều thì nó bao gồm là những bức ảnh 28 x 28 và nó có đến 60.000 bức ảnh bởi vậy nên là cái chiều cuối cùng là 60.000 nhưng mà đối với cái tập trend này á, thì do là mình chỉ chứa những cái label mà thôi nên nó chỉ là một cái vector một chiều chứa 60.000 cái label mà bây giờ mình muốn biết thêm coi là x trend y này dtype type là cái cấu trúc dữ liệu của nó là gì mình biết là NumPy array rồi nhưng mà NumPy array nó có thể chứa integer nó có thể chứa float thì bây giờ mình sẽ in thử coi là cấu trúc dữ liệu của x trend y là gì mình sẽ dùng cái biến dtype thì các bạn sẽ thấy là cả x train lẫn y train nó chính là u integer 8 tức là kiểu dữ liệu integer 8 bit. Bây giờ mình sẽ cùng nhau in thử cái x train, một cái x train số liệu đầu tiên cho các bạn nhé. Thì các bạn sẽ thấy ở đây tương ứng với lại x train số 0 nó chỉ là một cái mảng array hai chiều 28 nhân 28 bao gồm những các số từ 0 cho đến 255. Và mình thử in y train cho các bạn nhé. Y train tương ứng với lại số 0. Thì nó chỉ là số 9 mà thôi. Hồi nãy mình có giới thiệu cho các bạn nó là trên những cái items như là áo, áo gió, áo thun, quần, túi, giỏ sách Nhưng mà tại sao bây giờ mình nói chỉ là chính mà thôi Tại vì lý do là khi mà các bạn dùng để train mô hình máy học thì các bạn phải encode Là các bạn phải chuyển những cái tên nó thành dạng số Thì các bạn khi mà các bạn đưa vào cái mô hình Deep Learning thì máy nó mới có thể xử lý được Chứ nếu các bạn chỉ đưa là t-shirt hay là trouser hay là coat thì máy nó sẽ không không phân biệt được cái nào với cái nào nên là mình sẽ có một cái gọi là name mapping Tức là mình sẽ map những cái class name của các cái item trong cái dataset này với lại cái, cái số Thì ở đây mình đã có cái, cái list chứa các cái class name Thì số 0 á, sẽ là t-shirt Rồi số 1 là trouser Số 2 là pullover Dress, coat, sandal, shirt, sneaker và Back Ankle. Để mà biết được là cái class này là như thế nào thì các bạn sẽ phải chạy cho mình như thế này Là các bạn phải print cái class name Giống hồi nãy cái item là Uh, white train số 0 Thì nó sẽ tương với lại cái vật phẩm nào trong cái list class name này các bạn sẽ biết À nó tương với lại là Anchor boot. Và bây giờ mình sẽ plot thử cái ảnh ra coi là nó đúng là Anchor boot hay không nha Các bạn cần phải import cho mình Matplotlib nhé import matplotlib.pyplot as uh, plt plt.show plt.image-show Nó sẽ giúp cho các bạn show cái image của mình ra thay vì nó làm những cái array như các bạn thấy thì đây chính là cái anchor boot để mình có thể generalize nó, mình có thể tìm hiểu cái dữ liệu một cách nó dễ dàng hơn thì mình sẽ viết một cái hàm để plot các cái dữ liệu này lên luôn cùng một lúc cùng với lại là các cái label thì mình sẽ phải viết vào cái hàm là def plot data plot gạch dưới data thì đầu tiên mình sẽ nhận cái gì? Mình sẽ nhận là x data. Thì x data này chính là np numpy array nếu như các bạn chưa biết thì đây chính là type hint. À, đầu tiên mình sẽ import thêm numpy nữa. import numpy snp np. Thì đây chính là một cái type hint để khi mà mình gọi mình cung cấp cái biến x data này mình sẽ biết là à mình phải cung cấp cái biến x data với kiểu dữ liệu là numpy array. Tương tự như vậy, y data nó cũng chính là numpy array như ở phía trên mình đã check. Các bạn đã thấy nè. numpy.ndarray đúng không? thì bây giờ mình cũng hint cho người dùng biết mà người phải cung cấp cho mình đó chính là numpy array nd array rồi và cái hàm này sẽ return là none mình không muốn vẽ một bức ảnh nữa mà mình muốn vẽ ba bức ảnh chia thành hai dòng và mỗi dòng là bốn bức ảnh thì mình sẽ có n row và n columns thì sẽ bằng là 2 và 4. Tức là mình sẽ có hai hàng và mỗi hàng thì gồm bốn bức ảnh và sau đó mình sẽ initialize một cái subplot thì mình sẽ có fix ax thì plt subplot rồi mình sẽ cứ bỏ mình sẽ give cả cái dữ liệu là n row rồi n columns và mình sẽ specify cái figure size là mình muốn ngang là 8 và cao là 4 tiếp theo mình sẽ viết một cái hàm for loop để plot từng cái bức ảnh một thì là for index in the range of n rows nhân n columns thì mình sẽ có là 8 bức ảnh tất cả và đối với từng bức ảnh một á, thì mình sẽ dùng một cái axis trong cái biến axis này thì mình sẽ phải gọi nó ra thì ax đây thì mình sẽ có idx mình chia hết cho n columns đó chính là tương ứng với lại cái hàng và idx chia lấy phần dư cho n columns để mình lấy ra từng cái axis một à, ở đây mình là phải một chữ r mà thôi và đối với mỗi cái axis này thì mình sẽ cần một cái bức ảnh Thì bức ảnh thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên Nên mình sẽ là random Mình sẽ import cái package random luôn Import random Rồi random chấm brand in Và mình sẽ cho cái integer này nó chạy từ 0 cho đến chiều dài của cái x Thì mình sẽ có một cái biến là len x Vì nó là numpy array nên mình biết là shape chấm shape và mình lấy cái shape số 0 đó chính là tổng số ảnh mình sẽ cho nó chạy từ 0 cho đến lên x với ví dụ như mình cung cấp x data đây là x train thì đây là từ 0 cho đến 60 000 thì nó sẽ chọn ngẫu nhiên một cái index nó là một bức ảnh tại vì mình mục tiêu của mình trong cái hàm plot data này là mình muốn plot toàn bộ một cách ngẫu nhiên để mình tìm hiểu về cái dữ liệu mà chúng ta chuẩn bị train coi là nó hình dạng như thế nào nếu mà các bạn không chọn ngẫu nhiên ấy, thì nó rất là khó cho các bạn biết được là toàn bộ dataset của các bạn nó nhìn ra sao có có mình sẽ dùng ax rồi mình cũng gọi image show ra mình sẽ cung cấp x data chọn image index đây sẽ cho mình là c map thì bằng gray bởi vì nó chính là Rescale bây giờ mình sẽ gọi cái hàm này ra nha các bạn float data và mình cung cấp thì thay vì là x data ở đây thì mình sẽ cung cấp là x -train. và y data thì mình sẽ cung cấp là y string như mình bỏ bị sai chữ ray nó phải là ray thì đây chính là các cái bức ảnh trong cái tập Trend của mình mà mình nó sẽ vẽ một cách ngẫu nhiên các bạn thấy khi như mình chạy lại thì nó sẽ là những cái bức ảnh khác chứ nó không còn là cái bức ảnh của lần trước thì điều này giúp cho các bạn có thể chọn ngẫu nhiên trong cái dataset của mình để xem coi là toàn bộ dữ liệu nó như thế nào tại vì mình không thể nào xem hết được 60.000 dữ liệu rồi bây giờ mình sẽ làm một số cosmetics tức là làm cho nó đẹp hơn Thì đầu tiên mình muốn remove hết các cái số ở bên đây thì mình sẽ là ax chấm set các cái white x ticks bằng rỗng và white tick cũng bằng rỗng luôn mình chạy lại thì bây giờ x tick và white ticks đã bị remove và sau đó mình cũng muốn có thêm một số cái như là plt chấm type layout để cho cái layout nó được uh, gọn hơn và plt.show để nó khỏi in ra những cái message khác và tiếp theo là mình muốn tương ứng với lại những cái bức ảnh này mình sẽ dán luôn cái label nó lên thì label nó lấy ra từ cái tập là tập white train có một cái biến đó là biến uh, true label string đó là chính là một cái app string và mình sẽ cung cấp cung cấp cái gì các bạn mình sẽ cung cấp cái class name nhưng mà class name đây nó sẽ tương với lại là cái y data và của cái image index thì như vậy nó sẽ lấy trong y data nó sẽ chọn cái label của cái image index và sau đó nó tìm trong cái class này để nó nhả ra đúng cái tên của từng cái vật phẩm này một chứ không phải là nó đưa ra con số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thì như vậy mình rất khó để mà mình visualize và sau đó mình sẽ chọn là ax à, chấm set x label rồi mình sẽ có true label string cũng như là mình sẽ set color đi thì sẽ bằng green và mình chọn font size cho nó lớn hơn một chút mình bằng 12 set x label à, mình gõ lộn thì bây giờ các bạn đã thấy là mình sẽ có thêm cái label của từng cái bức ảnh một. Chẳng hạn như đây là code, đây là t-shirt, đây là sneaker, đây là bag, đây là trouser, code, code, sneaker. Thì đây là cách để các bạn có thể visualize cái dữ liệu của mình. Thông qua đó các bạn có thể hiểu hơn được về các cái dữ liệu mà các bạn chuẩn bị train. Tương tự như vậy, các bạn có thể đổi sang tập test và các bạn chỉ cần đổi là x test, y test các bạn chạy lại. Thì đây là những ví dụ trong tập test. Bước tiếp theo thì mình sẽ preprocess tức là mình sẽ tinh chỉnh những cái bức ảnh này trước khi mà các bạn đưa vào để train cái mô hình deep learning mình đặt tên cái bước này đó là image preprocessing thì trong cái image preprocessing này mình sẽ có các bước như là mình sẽ convert chuyển những cái scale của data hiện tại các bạn thấy hồi nãy mình đã show ra thì ở đây chính là ma trận 2D với từng cái điểm ảnh ở đây có giá trị từ 0 cho đến 255 thì bây giờ mình sẽ phải scale các cái giá trị này với khoảng là 0 đến 1 mà thôi cái bước mà mình chuyển đổi cái bức ảnh giá trị của những pixel từ 0 đến 255 cho đến range từ 0 đến 1 người ta gọi đó là data normalization và lý do vì sao mà mình cần phải dùng data normalization thì mình đã có một cái bài post ở trên code explorer repo thì mình sẽ đính kèm cả link về data normalization ở phía dưới phần mô tả để cho các bạn ngoài ra thì mình cũng chuyển cái data type là kiểu dữ liệu của kiểu dữ liệu từ integer thành float bởi vì khi mà mình train các cái cấu trúc trong cái mạng tinh thể neuron nó đều ở dưới dạng float nên là cái input data mình cũng phải chuyển đổi nó thành float để convert cũng như là scale thì mình sẽ có là xtrain s type vì đây chính là numpy array nên mình có thể specify cái kiểu dữ liệu np float 32 rồi mình chạy thử nha thì mình chọn xtrain d cho các bạn nha các bạn sẽ thấy D type ở đây là float 32, 32 bit và sau đó mình cũng sẽ convert xuống cái khoảng từ 0 đến 1 Rất đơn giản mình chỉ cần chia cho 255 thì nó sẽ thuộc cái range từ 0 cho đến 1 mà thôi thì Đây là bước để mình convert input data của mình sang là float cũng như là mình scale image từ 0 cho đến 1 range để cho training và testing Tương tự như vậy với xtest thì mình cũng sẽ có xtest s type và np.float32 và mình chia cho 255. năm Và bây giờ mình sẽ check luôn cả the type của xtest, in luôn cả cái shape của xtest. Xtest bây giờ cũng đã chuyển thành là float32. Tiếp theo thì mình phải expand cái dimension của cái image. Hiện tại các bạn thấy ở đây thì một cái bức ảnh của mình nó là ở dạng là 28x28. 28. 28 đầu tương ứng với lại là chiều cao là height và 28 sau nó tương ứng với lại là chiều rộng là width tức là chiều cao và chiều rộng của bức ảnh. Nhưng ngoài ra mình sẽ có thêm một cái biến số đó chính là channel. Thì ở đây grayscale là mình chỉ có một channel mà thôi. Để mình nói sơ qua một chút về cấu trúc của một bức ảnh trong code repo deep learning thì mình có cái topic về computer vision. Ở trong computer vision này mình đã nói cụ thể hơn về cấu trúc của những bức ảnh khi mình dùng để training thì các bạn sẽ thấy là nó là một cái rank for tensor hay là một cái array bốn chiều. Thì chiều đầu tiên là nó chứa tất cả những bức ảnh. Chiều thứ hai sẽ là chiều cao của từng bức ảnh chiều thứ ba là độ rộng của bức ảnh và chiều thứ tư là channel tức là có bao nhiêu channel tất cả thì đây grayscale thì mình chỉ có một channel mà thôi từng pixel trong cái array có giá trị từ 0 đến 255 và đối với với ảnh màu RGB thì nó sẽ là ba channel thì các bạn sẽ thấy ở đây ví dụ đây là một bức ảnh màu các bạn sẽ thấy từng bức ảnh một nó sẽ có chiều cao chiều rộng và nó có color channel thì đối với grayscale mình chỉ có một cái color channel mà thôi còn đối với ảnh màu thì mình sẽ có 3 channel Và các bạn thấy là mình có rất nhiều sample Mỗi sample tư với một bức ảnh riêng Đó là chính là cái shape của dữ liệu mà mình chuẩn bị dùng để train mô hình máy học Ví dụ mình ở đây mình sẽ có là 128, 256, 256 và 1 Tức là sao? Tức là mình sẽ có 128 bức ảnh Và mỗi bức ảnh sẽ có chiều cao là 256 và chiều rộng cũng là 256 và mình chỉ có một channel mà thôi, thì đây chính là Ray Scale. Còn đây mà các bạn thấy cũng là 128 bức ảnh với cái chiều cao và chiều rộng là 256 và ở đây là ba tức là mình có ba channel. Thì đối với TensorFlow tức là mình sẽ có sample, hive và width và channel. Thì đây chính là quy định của TensorFlow. Còn đối với PyTorch thì ngược lại thì nó sẽ xuất phát là sample rồi channel rồi hive rồi width thì đấy chính là một cái convention cho các cái shape của những bức ảnh TensorFlow sẽ follow cái convention đó là channel last tức là các bạn sẽ thấy cái channel nó sẽ đặt ở cái dimension cuối cùng nhưng mà đối với PyTorch thì nó sẽ dùng là channel first thì là các bạn sẽ thấy channel ở đây nó được đưa lên đầu tiên channel rồi mới đến hai và đến width thì đối với ví dụ của chúng ta thì hiện tại các bạn sẽ thấy là mình có sample mình có hai mình có width nhưng mình chưa có channel thì để mình tạo một cái dimension cho channel thì mình sẽ dùng cái hàm expand dim tức là expand dimension của numpy array bởi vì cái kiểu dữ liệu của chúng ta chính là numpy array đúng không các bạn nên mình có thể dùng expand dim mình cho xtrain vào và xong mình nó axis axis bằng trừ một tức là mình muốn expand thêm một cái mình muốn mở rộng thêm một cái chiều nữa thì ở đây mình muốn chiều nào tức là cái chiều cuối cùng thì vậy mình muốn là 60 ngàn 28 28 hành là 60 ngàn 28 28 và 1 thì mình sẽ specify chiều cuối cùng đó chính là trừ 1 và sau đó mình sẽ gán lại cho cái dữ liệu của mình Xtrain và bây giờ mình chạy thử mình sẽ test lại cái shape của Xtrain thì như các bạn đã thấy bây giờ Xtrain thêm một shape mới đó là chữ 1 tương tự như vậy mình sẽ làm với lại Xtest luôn để mình tạo thêm một cái channel cho Xtest thì các bạn cũng gõ Xtest rồi các bạn chạy lại và các bạn check lại cái Xtest shape bây giờ thì các bạn sẽ thấy là ở Xtest shape bây giờ nó đã có thêm một cái dimension nữa cho channel và bây giờ nó chính là một cái 4D array bước tiếp theo thì mình preprocess cái label label hiện tại của mình mà các bạn thấy là nó là 0 1 2 3 4 5 mình sẽ có một cái bước đó chính là chuyển cái label này ví dụ một đúng không thì mình sẽ chuyển nó thành một cái one hot vector với lại cái độ dài là 10 và tại cái vị trí số 1 cái index 1 thì mình sẽ flag nó là một còn lại mình để là không hết mình sẽ dùng keras tiêu và to và mình specify y train vào cũng như là mình specify cái số class mình có thì tổng số class mình có thì sẽ bằng len của class name để mình sẽ bring ra là mình có tổng cộng bao nhiêu cái class cho các bạn class names thì mình sẽ có tổng cộng là 10 cái class mình sẽ dùng cái hàm to character này cho y train tạo ra một cái one hot vector với độ dài là 10 và tại cái vị trí cái class bằng bao nhiêu thì nó sẽ đến là một ví dụ bây giờ mình có cái class bằng hai thì cái one hot vector của mình sẽ là 0, 0, 1 và toàn lại là không hết gán y train lại vào y train lại vào cây okay. tương tự như vậy mình cũng sẽ làm cho y test y test à nhưng mình sẽ nói là y label mình không muốn override cái dữ liệu y train ban đầu mình sẽ tạo một cái biến mới tên là y train label cũng như là y test label và mình chạy thử bây giờ mình sẽ in ra white train số 0 cũng như là white train label số 0 để cho các bạn dễ hình dung. Thì các bạn sẽ thấy là white train nó là từ với label số 9 và white train label là một cái one hot factor có độ dài là 10 và tại cái vị trí số 9, cái index số 9 thì có giá trị là 1 còn lại những vị trí khác thì nó có giá trị là không bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại phần quan trọng nhất và thú vị nhất trong video của ngày hôm nay đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau build một cái mạng artificial neural network hay còn được biết đến là ANN thì để build một cái artificial neural network thì chúng ta sẽ dùng cái keras API các bạn chọn model và các bạn chọn cho mình là sequential model thì keras nó sẽ cung cấp sẵn cho các bạn những cái layer cần dùng để build những cái mô hình máy học thì chúng ta sẽ import luôn cả cái Keras layer và các bạn các bạn lên phía đầu video cho mình mình sẽ có form tensorflow keras import layers thì khác với lại là machine learning thì các mô, mô hình machine learning đã được define sẵn và các bạn chỉ cần import trong sklearn và nhưng mà cái cấu trúc bên trong các cái mô hình machine learning á thì các bạn sẽ không define được mà các bạn sẽ phải tuân theo cái cấu trúc mà đã được định, đã được cố sẵn nhưng mà ở đây đối với mô hình deep learning thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế được kế được các cái layer nó gồm bao nhiêu node bao nhiêu layer tất cả thì chúng ta hoàn toàn có thể define được trong deep learning thì cái layer đầu tiên mình cần đó chính là flatten flatten tức là chúng ta sẽ chuyển cái input data của chúng ta thành là một cái 1D array ở đây input chúng ta sẽ có cái shape đó là mình sẽ define luôn cái input shape nha các bạn Đó là một cái bức ảnh 28 x 28 và nó có một channel thì đấy chính là cái input shape của chúng ta và cái flatten layer này nó sẽ convert 28 thì 28 ra thành một cái vector một chiều có kích thước là 28 x 28 tức là 784 và các bạn có thể in thử luôn cả cái model ra mà các bạn chấm summary thì nó sẽ in thử in ra cái cấu trúc của model cho các bạn thì các bạn sẽ thấy hiện tại là model của mình sẽ có một cái layer đầu tiên đó chính là flatten và flatten này có cái output đó là 784 tức là đã chuyển cái input shape là 28 x 28 một là một cái one d vector với 784 phần tử thì sau cái layer đầu tiên là layer flatten tức là các bạn chuyển cái bức ảnh hai chiều các bạn thành một cái vector một chiều với độ dài là 784 phần tử thì bước tiếp theo mình sẽ kết nối với lại một cái dense layer đầu tiên thì các bạn hãy code theo mình và sau đó mình sẽ có một cái hình ví dụ minh họa về những cái gì mà mình mô tả ở đây thì trong cái dense layer này các bạn có thể specify là bao nhiêu cái node các bạn cần thì ở đây mình cần là 512 cái nốt sau khi mà nó pass qua 512 cái nốt thì nó sẽ có một cái activation function lý do vì sao mình cần phải có cái activation function ở đây bởi vì cái input từ cái layer flatten cho đến layer dense này á nó sẽ hoạt động tương tự như là linear nó cũng là ax cộng b cho từng cái nốt một nên là mình phải có một activation function để mình làm cho nó non linear hóa ra vì mục đích ở đây là mình không muốn uh, có một cái mô hình linear nên là mình sẽ có những cái gọi là cái hàm activation như ở đây mình sử dụng là ReLU để tránh cái trường hợp là cái mô hình mình xin ra đó chính là một cái linear model và tiếp theo sau khi mình có một cái layer dense layer 512 thì bây giờ mình có muốn mình muốn tạo một cái, một cái dense layer nữa với cái số node là 256 mà thôi để mình giảm cái số node thì qua từng cái dance layer đó, những cái feature của mình sẽ được extract ra ví dụ như khuôn mặt mình đi thì nó sẽ extract ra như hai mắt mũi miệng và nó gán với lại cái label phía sau để nó học cái cách mà nhận diện tương tự như ở đây thì nó sẽ extract ra những cái đặc trưng riêng của những cái áo những cái túi những cái giỏ sách để nó học và nhớ những cái đặc trưng đấy thì càng nhiều layer thì các nó sẽ extract ra thêm nhiều cái đặc trưng riêng thêm những aspect riêng nhưng mà nhiều quá thì các bạn sẽ một cái mạng ANN nó khá là nặng và rất tốn thời gian để train nên mình có thể thử với lại một số cái layer trước coi nó không perform mình như thế nào rồi mình điều chỉnh tiếp và sau khi mình đã trải qua hai cái dense layer thì cái dense layer cuối cùng đó chính là cái output layer thì cái output layer mình muốn output nó ra thành là 10 cái 10 cái node thì mỗi cái node tương ứng với một cái class trong cái dataset fashion MNIST, t-shirt, trouser, pullover, dress, coat, sandal, shirt, sneaker, bag và ankle boot. Và hàm activation ở đây mình sẽ dùng đó là hàm softmax. Softmax này lý do vì sao mình dùng hàm softmax? Mình biến những cái output từ 10 cái node này thành một cái vector mà cộng tổng của nó chính là bằng một để nó tương ứng với lại là probability là xác suất để giúp cho các bạn dễ hiểu hơn về một cái mạng artificial neural network hay là ANN thì mình đã chuẩn bị một cái hình vẽ minh họa những gì mà mình vừa mới code ở trên thì các bạn có thấy ở đây thì cái input của chúng ta chính là cái bức ảnh 28 x 28 x 1 và đầu tiên thì chúng ta sẽ phải flatten nó ra thành input layer với lại là 784 node thì mỗi cái node này nó sẽ tương ứng với lại từng cái pixel trên cái ảnh sau khi mình đã flatten cái ảnh này ra thành 784 node thì cái mình sẽ có một cái layer đầu tiên hay gọi là hidden layer 1 thì gồm 512 node thì 512 node này sẽ được kết nối với lại là 784 node ở ban đầu tức là từng cái node ở đây nó sẽ nhận tất cả những cái input từ 784 cái node này theo cái phương trình là y bằng ax cộng b thì đây có ax1 cộng bx2 cộng cx3 như vậy mà nó sẽ cộng thêm một cái bias vào nữa thì nó nó chính là một cái linear mapping và sau khi nó có một cái linear mapping xong thì cái output sau khi mà nó tách tất cả các input ở phía trước thì nó sẽ connect với một cái hàm activation function là hàm relu để nó tránh cái việc là mình đang linear combination từng cái input này một và cái output từ cái activation function nó sẽ kết nối vào các cái node ở hidden layer thứ hai thì từng cái từng cái nốt ở layer thứ hai này nó cũng sẽ nhận input từ 512 cái nốt này và nó cũng thực hiện các cái linear combination là x1 cộng x2 cộng cx3 vân vân và mây mây và sau đó nó cũng có một cái active hàm activation function đó cũng ở đây mình cũng dùng là hàm relu và output của 256 cái node này mình sẽ connect đến cái last layer đó chính là cái output layer thì trong cái output layer này mình chỉ có 10 node mà thôi vì trong cái bài toán này là mình đang phân loại 10 class nên mình chỉ có 10 node mà thôi và mỗi cái node này sẽ tượng trưng cho một cái class chẳng hình như là t-shirt, sneaker và coat thì các bạn thấy ở đây cái hình của mình là sneaker nên là cái mô hình nó sẽ dự đoán cái sneaker với lại là cái xác suất cao nhất là 5.1 trong khi cái t-shirt chỉ là 3.2 và coat là trừ 1.7 làm sao mà cái mô hình máy học này nó có thể return được các cái xác suất tương ứng thì nó phải compare với lại là cái label của mình chẳng hạn như đây là sneaker thì tại cái nốt này mình sẽ phải compare cái giá trị mà nó, nhận nó trả lại và làm sao cho nó match với lại là cái label sneaker còn những cái giá trị khác thì mình cố gắng làm sao mình thu nhỏ nhất có thể thì đó là cách mà để train mà sau khi cái mạng ANN này đã trả cho mình giá trị như là 3.2 5.1 trừ 1.7 thì để convert nó thành probability thì mình sẽ dùng một cái layer gọi là layer softmax để nó convert những cái giá trị này thành một cái vector mà các cái phần tử trong đó đều là những số không âm và nó chỉ có giá trị từ 0 cho đến 1 và tổng của các cái số này cộng lại là chính là bằng 1 để nó convert nó chính là thành một cái vector probability. Ở đây mình đã remove một cái S đây vì mình gõ sai Và đây chính là cái model summary về các cái layer mà mình đã define ở phía trên Bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải compile cái model này lại với lại là optimizer loss cũng như là metric Mình sẽ dùng model.compile mình sẽ phải cung cấp là mình phải dùng cái optimizer nào Optimizer ở đây là để giúp cho model trong quá trình nó train Thì nó biết cách để back propagation để nó update những cái parameter trong NN này thì mở đây mình dùng cái optimizer là Adam prop và cái hàm loss của mình cần mình dùng đó là hàm categorical cross entropy và cái matrix mình muốn monitor ở đây chính là cái accuracy tức là cái độ chính xác của cái cái prediction và mình chạy thử thì bây giờ là model của mình đã được compile là được add thêm những cái như là optimizer loss cũng như là matrix thì để mình giải thích cụ thể hơn một chút cho các bạn về thế nào là loss cũng như là về optimizer thì các bạn sẽ thấy là trong cái bài toán của mình thì bắt đầu mình sẽ nhập cái input vào, mình flatten nó và sau đó mình sẽ đưa nó vào trong cái layer đầu tiên mình gọi nó là layer 1. Thì đây cũng chính là một cái dạng là data transformation nó là chuyển từ 784 xuống 512 và từ 512 mình lại có một cái bước nữa để mình chuyển xuống là 256 và sau đó mình sẽ đến cái output layer để mình dự đoán các cái giá trị và cái output layer này mình sẽ có 10 nốt tất cả để mình tư với mình 10 class mà mình đang muốn dự đoán và sau đó mình sẽ dùng cái prediction đó để mình compare là mình so sánh với lại là cái true label. chẳng hạn như trong trường hợp này thì mình có là sneaker mình phải so, so sánh với lại cái vector sneaker và xem coi là dự đoán từ cái mô hình ANN mình mới xây dựng này nó có đúng với lại cái True label hay không, thì mình sẽ phải thông qua một cái hàm gọi là hàm loss function. Thì hàm loss function ở đây mình dùng nó là hàm categorical cross entropy. Thì cái nhiệm vụ của cái hàm loss này để nó tính toán xem là cái prediction mà cái mô đồ trả ra với lại cái true label là cái giá trị đúng của cái con x mình đưa vào, xem mà nó khác nhau thế nào. Thì cái loss này chính là cái quality là cái giá trị mà mình cần phải minimize là mình cần phải làm cho nó nhỏ nhất. Và sau khi mình có cái loss function xong thì mình sẽ phải đưa thì nó sẽ ra một cái loss score và cái loss score này mình sẽ đưa vào trong cái optimizer optimizer nhiệm vụ của nó là nó sẽ thực hiện cái phương pháp là back propagation để nó update từng cái width một cho các cái layer của mình đó là cái cách mà cái mô hình deep learning học và điều chỉnh những cái parameter thì nó sẽ có forward pass tức là nó sẽ pass cái những cái ảnh của các bạn vào trong các cái layer và nó đưa ra một cái dự đoán và cái dự đoán này nó sẽ compare với lại là cái true label và sau khi thông qua một cái hàm loss function và sau đó thì nó sẽ từ cái loss đó nó sẽ tính toán và update từng cái width để nó điều chỉnh sao cho cái loss này trở thành là nhỏ nhất để cho các bạn có thể dễ hiểu vì sao nó có thể take cái prediction input cũng như là cái true label và nó ra một cái loss score thì mình có một cái ví dụ minh họa như ở đây mình sẽ có một cái input image và sau đó mình thông qua các neural network layer nó sẽ trả về những cái logic như vậy là 3.2, 1.3, 0.8 và sau đó mình sẽ thông qua một cái hàm softmax function convert những cái logic thành probability các bạn thấy ở đây probability tức là tổng của bốn cái số này cộng lại là bằng một và nó tương ứng với lại những cái class như là class dog, class cat, class horse là cheetah cheetah thì ở đây thì cái class dog thì có cái probability cao nhất làm sao để mà mình tính được cái loss thì cross entropy là nó sẽ take cái output probability tức là cái xác suất mà cái mô hình nó trả về và nó sẽ so sánh với lại là cái true giá trị đúng của cái input của mình thì ở đây mình đưa một input là hình con chó thì ở cái true value vector nó cũng chỉ là một cái one hot thì các bạn thấy ở vị trí cái class bằng đó nó bằng một còn tất cả là bằng không thì cái hàm cross entropy này nó sẽ tính toán bằng cách nào nó sẽ tính toán bằng cách là nó sẽ nhân một với lại là log của 0.775 0 nhân với lại log của 0.116 và cộng với lại 0 nhân với log của 0.39 và 0 nhân với log của 0.07 thì đây mình đã note down ra các cái phong thức để tính cái loss cho cái prediction này và các bạn thấy là trừ của tổng những cái giá trị ở phía trên và cuối cùng chính là trừ của log của 0.075 và loss của cái prediction này chính là 0.3677 thì đây là cái công thức về cross entropy để tính loss cho cái quá trình mà các bạn train một cái mô hình deep learning Bước tiếp theo thì mình sẽ tiến hành train thì rất đơn giản các bạn chỉ cần model.fit và sau đó các bạn sẽ vào vai cho mình cái con x.train cũng như là y.train label. Y.train label đó chính là cái one-hot factor của từng cái item 1 Ngoài ra thì cái dot fit này mình sẽ có một cái biến gọi là biến epoch. Epoch thì chính là một cái cycle, một cái vòng để train. Thì ở đây mình muốn train khoảng 10, tầm 10 lần thì một vòng như vậy đúng không các bạn? Một vòng như vậy thì nó sẽ bao gồm nó sẽ đi qua hết từng các cái ví dụ trong cái tập train của mình. Ở đây mình sẽ có 60.000 dữ liệu thì mình sẽ nó sẽ đi qua hết 60.000 lần, 60.000 60.000 dữ liệu nhưng mà nó sẽ chia ra thành từ, từng batch thì mỗi batch các bạn có thể define những cái batch size. Và cái batch size của mình ở đây mình có thể tùy chỉnh. Ví dụ như mình muốn batch size là 128. Trong một cái Epoch thì mình sẽ có rất nhiều batch và mỗi batch nó sẽ là gồm 128 example 128 ví dụ và nó sẽ tính toán cái loss đó dựa trên 128 ví dụ và nó sẽ update từng cái weight một trong cái mạng ANN này và tiếp tục nó sẽ lấy một cái batch khác một gồm 128 example và 128 example này nó sẽ khác với lại 128 example ở phía trước và cứ tương tự như vậy, lần lượt như vậy từng batch một cho đến khi nó hoàn thành 60.000 example thì nó sẽ lập lại một cái epoch mới với lại chọn ra từng cái batch với độ dài là 128 example để nó update các cái width và mình cũng có có thể specify cái validation slip validation tức là mình sẽ dành ra khoảng uh, 0.1 hay là 10% của 60.000 để dùng cho việc là validation và bây giờ mình sẽ train nha các bạn mình chạy thử thì đây là cái quá trình mà nó sẽ train model thì nó sẽ tiến hành cái epoch số 1 và các bạn sẽ thấy là trong cái epoch số 1 này nó sẽ có là 422 batch tất cả nó lấy khoảng là mươi mấy nghìn nó chia cho 128 thì nó sẽ có khoảng là 422 batch thì cứ mỗi batch nó lại update weight một lần và cứ từng batch một cho đến khi mà các bạn thấy là cái loss nó giảm dần giảm dần và ở đây mình muốn chạy khoảng 10 epoch thì các bạn sẽ thấy cái loss đầu tiên là 0.56 nhưng mà cái loss càng ngày càng giảm tính chứng tỏ là cái mô hình máy học nó đã học được các cái pattern để dự đoán ngày càng chính xác hơn mà các bạn có thể thấy là cái accuracy nó cũng cải thiện từ 79% lên 85%, 87%, 89%, 90%, 91% và cái validation loss thì cũng giảm dần đều. Các bạn thấy là xuất phát từ 0.4 và nó giảm là 0.34, 0.31 nhưng mà nó sẽ khá là fluctuate bởi vì có thể là cái dữ liệu của mình nó đã bị overfit cái tập validation này là nó là những cái example hoàn toàn mới và nó không có involve vào cái quá trình training nên là cái loss này nó có thể biến động một cách nó khác so với lại cái loss của cái Uh, tập train các bạn thấy loss tập train nó chỉ giảm giảm dần đều bởi vì nó được học trên cái tập này còn cái tập này hóa hoàn toàn nó không được học và nó test thử trên tập này nhưng mà cái độ chính xác của nó cũng khá là cao 0.88 tức là 88,9% trăm trong khi cái tập train là 91% và để cho mình có thể biết được là cái biến động của từng cái loss một thì mình sẽ store mình sẽ lưu trữ tất cả những cái model return cái trong quá trình top fit này vào cái biến history thì mình phải chạy lại cái quá trình train nên là lần sau nữa các bạn uh, Uh, muốn muốn xem coi là những cái biến động của lost accuracy trong từng cái Epoch một thì các bạn nên gán cho nó vào cái biến history trước khi mà các bạn train thì các bạn đỡ phải train lại khi mà các bạn train lại thì các bạn sẽ thấy là cái loss này nó là 0.22 như hồi nãy mà các bạn nhớ cái loss của cái epoch đầu tiên 0.4 là vì lý do vì sao bởi vì khi mà các bạn train lại nhưng thực ra là các bạn đang train tiếp tục training tại vì cái model đó được học học hỏi rồi và cái parameter nó là điều chỉnh một cách chính xác hơn nên là cái loss của nó bây giờ nó khi mà các bạn train lần thứ hai nó cái loss của nó là chỉ còn là 0.2 mà thôi nhưng mà cái loss ở trên tập validation thì nó vẫn không đổi và thậm chí nó còn tăng lên. Điều đó chứng tỏ là gì? Điều đó chứng tỏ là các bạn đang overfitting, tức là mô hình chung là adapt cái mô hình ANN dựa trên cái tập train quá nhiều nên là cái độ chính xác của tập train nó cao hơn hẳn so với lại là cái tập validation. Các bạn có thể điều chỉnh cái việc này bằng cách là một là các bạn sẽ train lại bằng cách các bạn define lại cái model để cho nó xóa những cái loss của lần trước và các bạn compile lại cho mình các bạn cũng cũng có thể điều chỉnh các back size Mình muốn cái back size nó lớn hơn đi 256 cho hạn Và bây giờ mình train lại, thì bây giờ khi mà mình train lại như vậy thì mình đã initiate một cái model mới nên là các bạn sẽ thấy cái loss ban đầu nó rất là cao là 0.6 và cái accuracy chỉ có 77% mà thôi. Và bây giờ toàn bộ những cái thông tin mà liên quan quá trình training nó sẽ đã được lưu vào trong cái biến history history và bây giờ mình sẽ float nó ra nha các bạn. Thì history history chấm history mình sẽ lưu nó về một cái biến là history dictionary. Rồi, thì cái dictionary này nó sẽ có những gì mình sẽ in cái history dictionary keys thì nó sẽ lưu thông tin của loss accuracy và loss và accuracy tức là nó lưu những cái loss và những cái accuracy của cái tập train và tập validation luôn và bây giờ mình sẽ phải lấy nó ra thì train loss và loss thì nó từ đầu từ cái history dict này history dictionary này và mình lấy loss cũng như là history dictionary và loss. và loss rồi. Sau đó tương tự như vậy mình muốn lấy luôn cả accuracy biến accuracy ra thì các bạn đổi lại cho mình thôi, accuracy và accuracy rồi, sau đó thì mình muốn vẽ nó ra Mình muốn vẽ những cái loss và những accuracy ra thì mình phải dùng matplotlib Thì bây giờ mình sẽ import, à mình đã có matplotlib rồi Bây giờ mình sẽ khởi tạo một cái uh, subplot gồm có hai cái hình Thì là pot.subplot Rồi, row bằng 1, column bằng 2, figsize size thì mình cho nó là bằng 15 năm và bây giờ mình tính các cái số iPod mình chạy vì về hồi nãy iPod là 10 nhưng mà khi mà mình muốn float cái hình ra thì mình phải cho nó thành một cái list thì là i list thì mình sẽ dùng cái list comprehension for i in range của iPod iPod đây chính là 10 và mình muốn là i cộng 1 tại vì nó không nó sẽ là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nên là mình cộng 1 là 1, 2, 3, 4, 5 cho đến 10 và bây giờ Đối với cái axis 1 thì mình sẽ plot cái gì? Mình sẽ plot cái loss ra. Thì mình sẽ có epoch runs là x và train loss là y và mình sẽ label cho nó là training loss. Mình chạy thử. Thì đây chính là training loss các bạn sẽ thấy là cái loss nó giảm dần đều qua từng epoch 1, chứng tỏ là cái mô hình máy học này nó đã được học được, nó dự đoán một cách tốt hơn nên là cái loss là cái compare giữa cái prediction của model và cái true label nó đã giảm dần đều qua từng epoch một và mình muốn plot luôn cả cái validation loss xem là nó như thế nào thì mình cũng có mình muốn plot trên cái cùng cái đồ thị này thì mình dùng ax1 luôn và mình muốn là và loss. Và đây mình label là validation loss và mình muốn cho nó khác màu thì mình đổi mình muốn khác một cái vẽ hình vẽ thì mình dùng marker bằng O đi. plt.show Thì các bạn sẽ thấy là cái validation loss nó khá là biến động, nó cũng giảm dần đều nhưng mà tại cái box số 4 thì nó có một chút gì đó nó nhảy lên. Thì người này cũng khá là bình thường mà thôi Vì mỗi lần training thì mình sẽ update từng cái parameter Nên là somehow thì cái prediction nó không được consistent cho lắm Nhưng mà sau đó từ Xbox số 5 đổi đi Thì nó khá là giữ nguyên ở cái 0.3 cho đến 0.36 Và bây giờ mình sẽ xét thêm một số thứ Chẳng hạn như là title đi Training Visit Nation Loss rồi x label thì bằng là epoch y label thì bằng là loss à, x1 legend mình muốn sâu luôn cái legend ra rồi tương tự như vậy mình muốn plot cái accuracy tức là cái độ chính xác của từng cái prediction thì mình sẽ dùng cái x2 tức là cái hình cái bên để mình vẽ và bây giờ thay vì loss mình sẽ vẽ là accuracy train accuracy và va accuracy rồi hãy chạy lại cho mình nhé thì các bạn sẽ thấy là cái accuracy nó cũng tăng dần đều theo từng epoch do cái mô hình ADN của mình nó đã, đã học được qua từng epoch nên là cái độ chính xác nó càng ngày càng tăng thêm và cái độ chính xác của validation cũng càng ngày càng tăng lên nhưng mà các bạn thấy cũng tương tự như vậy ở cái box số 4 tự nhiên nó sẽ có một cái dip ở cái box số 4 so với lại cái xu hướng đang đi lên thì nó được giải thích ở cái hình loss ở đây các bạn thấy cái loss ở đây nó cũng tự nhiên nó cao hơn rất nhiều ở box số 4 tới đi vì sao mà cái accuracy ở tập validation nó bị giảm ở tại vị trí box số 4 tiếp theo thì mình sẽ tiến hành model evaluation tức là mình sẽ test cái model performance trên cái tập test thì đối với model evaluation thì keras model có cung cấp sẵn cái method là evaluate và các bạn chỉ việc là specify cái x test cũng như là y test label vào và nó sẽ trả cho các bạn một cái gọi là score dictionary thì các bạn sẽ gán cái model evaluation return vào cái biến score này. Thì score này nó là một cái list gồm hai phần tử, phần tử đầu chính là loss và phần tử sau chính là accuracy thì mình sẽ in một cách nó đẹp hơn bằng cách là print test loss. Rồi, mình sẽ dùng cái app và mình specify score cái biến đầu tiên là 0 và mình muốn lấy là khoảng 3 4 chữ số thập phân. Rồi, tương tự như vậy mình muốn lấy cái accuracy của test loss luôn thì là test accuracy và mình lấy vào phần score số 1 thì bây giờ sẽ in ra đẹp hơn đó chính là loss là 0.33 và accuracy là 88.4% trên cái tập test. Đây cũng là một cái khá là ok. Các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh cái cấu trúc của cái ANN ở phía trên này. Các bạn cũng có thể tùy chỉnh các cái back size cũng như là airport. Các bạn có thể train nhiều hơn hoặc train ít hơn để có thể đạt được cái độ accuracy tốt hơn trên cái tập test set. Trong khung khổ video này mình sẽ tập trung hướng dẫn một cái Deep Learning Project mình sẽ cần làm những bước như thế nào. Nếu các bạn có những cái cấu trúc ANN với accuracy cao hơn để các bạn có thể chia sẻ phần comment hoặc là có thể post các cái notebook vào trong Discord để chúng mình cùng trao đổi. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về prediction. Mình sẽ dùng một số cái sample để mình test cái model thì mình lấy trong tập x test ra mình lấy khoảng 3 sample đầu tiên, mình lưu vào cái con biến là x sample. Và sau đó thì các bạn biết là mình sẽ dùng model.predict và mình sẽ provide cái x sample này vào thì nó sẽ trả lại là ba cái array với chiều là 10 để dự đoán các cái probability của từng cái item 1 trong cái sample này bây giờ mình chạy thử và bây giờ mình đã có con white prop 3 thì mình có thể in ra thì đây rất là khó nhìn vì các bạn thấy là nó chỉ là ba cái array với chiều dài là 10 và mỗi cái array thì nó sẽ tương ứng với lại một cái probability cho từng cái class một thì để cho nó dễ nhìn dễ hình dung hơn thì mình có thể round nó thành ba chữ số thập phân và để cho mình có thể trả lại thành những cái class nào mà có cái property cao nhất thì mình có thể dùng là np chấm max tức là nó sẽ trả lại cái index của cái cái vị trí nào mà có property cao nhất axis bằng 1 rồi mình lưu cái giá trị prediction vào đây thì ups uh, rồi bây giờ mình in ra thử prediction mình nên thử prediction nha các bạn thì sẽ là 9, 2 và 1 để map lại với lại các cái class name thì mình sẽ dùng một cái for loop đi for predict in prediction và sau đó mình sẽ gỡ class name rồi mình sẽ specify cái predict vào thì các bạn sẽ thấy là cái tầm 1 là cái mô đồ dự đoán là Anchor boot cái tầm 2 là pullover và cái tầm 3 là trouser thì đó là cách các bạn có thể interpret cái preset tức là các bạn chuyển đổi cái model cái dự đoán của model thành cái giá trị thực tế bên cạnh đó thì mình cũng có thể plot là mình vẽ lại những cái hình và những cái dự đoán mình có thể modify cái hàm plot data để bây giờ nó có thể nhận luôn những cái giá trị prediction và nó sẽ display lên thì mình sẽ thấy nó rõ hơn thì để mình code ra cho các bạn dễ hiểu nhé thì mình sẽ có là y prop 3 thì với y prop 3 này nó cũng chính là một cái numpy array nó là chính là model prediction numpy array thì mình là np optional là mình sẽ import từ typing From typing import optional optional tức là có có cũng được không có cũng không sao và optional này thì nó có dạng là nd array và mình gán cho nó cái chỉ default là bằng None bây giờ mình sẽ có thêm một cái dòng if ở đây if nhưng mà y proper is not None tức là khi mà cái user provide y proper vào thì mình sẽ cũng is, mình sẽ display luôn cả cái property, probability của từng cái prediction một thì mình sẽ có là prediction predict index thì sẽ bằng là np chấm uh, của cái Y Prop 3 Mà Y Prop 3 đây cho cái Image Index Và sau đó mình sẽ map nó vậy vào với lại Prediction Label Bằng cách là mình sẽ gọi cái class name ra Và mình cung cấp cái prediction Predicted ID Rồi thì mình sẽ có được cái class name của cái prediction và sau đó mình sẽ à, mình sẽ có cái biến là color đi. By default thì color sẽ bằng là green. Nhưng mà ví dụ như color sẽ bằng red. Nếu như mà cái predicted ID nó khác với lại là Y uh, data prediction. Tại vì mình sẽ flag gọi là nếu như mà cái predicted là giá trị dự đoán nó khác với lại cái giá trị label thì mình sẽ đổi màu là màu đỏ còn nếu không thì mình vẫn giữ nguyên là màu xanh và mình cũng có một cái biến là predicted label string sẽ bằng là f string và mình sẽ có giá trị là predicted mà mình muốn nối với lại là cái true label luôn thì mình phải plus n đây rồi, mình in luôn cái prediction label. Đây mình để là label đi cho nó consistent. Rồi, predicted label. Sau đó mình sẽ có một cái biến mới là image title thì sẽ bằng là true label string nếu như mà y drop 3 là nên tức là nếu mà người sử dụng để nên thì là mình chỉ in mỗi cái true label string thôi. Còn nếu không thì mình sẽ là true label string mình cộng với lại là predicted label string. Và sau đó mình thay vì mình bỏ true label đây mình gọi là image title. Và color thì mình sẽ để là color để nếu mà có biến nếu mà mình có provide luôn cái biến y proper thì nó sẽ có thể là khi mình dự đoán sai thì cái color nó sẽ là màu đỏ. Bây giờ mình chạy thử thôi cái ví dụ này có đúng hay không. Ví dụ này vẫn đúng. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống đây và mình sẽ mình sẽ test trên cái tập test của mình. Bây giờ thay vì mình dự đoán mình chỉ test 3 sample thì mình sẽ test toàn bộ cái sample mình có y proper sẽ bằng là model.predict và mình test trên toàn bộ tập x test và sau đó mình sẽ gọi cái hàm plot data ra và bây giờ mình sẽ cung cấp x test y test và mình cung cấp luôn y proper mình chạy thử các bạn sẽ thấy ở đây thì mình sẽ in luôn cả cái predicted value và true true value ở đây các cái dự đoán này hoàn toàn chính xác hết vì mình sẽ in lại những cái ví dụ khác thì ở đây có một cái ví dụ bị sai các bạn thấy là đây là chính là cái áo Search nhưng mà cái model của mình dự đoán là dress nhưng mà thật ra nếu mà các bạn nhìn cái hình này thì ngay cả bản thân mình nhìn mà mắt thường mình cũng nghĩ nó là dress chứ không phải Search nhưng mà do là cái label của cái data này là Search và cái giá trị dự đoán là dress nên nó bị sai nên là mình đã đổi thành màu đỏ tương tự như vậy cái Search này thì đây là cái shirt mà nhưng mà mấy model mình dự đoán là pullover nhưng mà thực tế nha, nếu mà mình nhìn theo cái bản cái, cái mắt thường của mình thì đây mình nghĩ là phù over tính chính xác hơn thì đó là cái cách mà các bạn có thể visualize và các bạn trực quan hóa cái prediction của các bạn so với lại là những cái giá trị true label để xem coi là mô hình của bạn dự án có chính xác hay không và nếu không chính xác thì nó sai ở chỗ nào thì đó là những gì mình muốn chia sẻ trong video của ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giờ phút này và đừng quên nhấn like, share, comment cũng như subscribe để ủng hộ cho channel của Code Explore còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.